các chúng sanh được giàu sang cũng giữ giới, các chúng sanh được thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Quán thọ giới luật đã được trong sạch, đừng để lắm nhớ. Dạ, một Phật kính lễ Tỳ kheo Pháp Thanh. Bây giờ mời một vị sám hối Phật Pháp Tăng, xong rồi thỉnh Tỳ kheo Pháp Thanh giảng bài học hôm nay nha. Thầy mời Pháp được không? Rồi, rồi, kính chúc quý vị thính được an vui và nhiều lợi lạc. Uttamang gena vandeyam bhajabam sum varuttamang vitthe yokili toroso buddho kamatu tang mamang Uttamang gena vandeyam tamman chaduvi tang varang tamme yokali toroso tammo kamatu tang mamang Uttamang gena vandeyam sankhan chaduvi tottamang sankheyo kalito roso sankho mata tutang mamang Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngăn thuyết pháp độ các hàng đệ. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 15 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cái thừa ân phổ cập đám mưa lành khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, Phật tử chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, kính mời Pháp Sư Pháp Thanh đăng đàn dạy pháp cho chúng con ạ. Dạ, con xin xuống mít, con dâng sức mít cho Sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Thầy Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ, cảm ơn cô Diệu Pháp. Dạ, hôm nay tiếp tục cái bài học, chúng ta học đến cái câu thứ 4, vị lõa thể. Xin đọc phần chánh kinh và sau đó sẽ giải thích trong cái phần dạy của Đức Phật. 74. Vị lõa thể. Không biết là quý vị có nghe âm thanh có rõ không ạ? Dạ dạ, cảm ơn cô Từ Mẫn. Bảy mươi bốn, vị lõa thể. Một, một thời tôn giả Ananda trú tại Vesali, rừng Đại Lâm, trong ngôi giảng đường có nóc nhỏ. Rồi Appaya, người Lích Chá Quy và Băng Lý Tá, Kumarako, người Quý Chá Quy, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Appaya, người Lích Chá Quy, thưa giới tôn giả Ananda. Niết Hành Thá Na Tá Bú Tá, thưa tôn giả, tự cho là toàn tri, toàn kiến, có kiến toàn diện. Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri kiến luôn luôn được an trú, không có gián đoạn. Dễ tuyên bố chấm dứt các nghiệp cũ với khổ hạnh và phá hoại các nghiệp mới với vô vi. Như vậy, do nghiệp diệt nên khổ đoạn diệt, nên thọ đoạn diệt,
Do thọ đoạn diệt nên tất cả khổ sẽ được đoạn diệt. Như vậy là pháp môn siêu thoát thanh tịnh, diệt nhiệt não, thiết thực hiện tại. Ở đây, thưa tôn giả, Thế Tôn nói thế nào? Hai, này A Phá Giá, có ba pháp môn thanh tịnh, diệt nhiệt não, được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A La Hán, chánh đẳng, chánh giác, chân chánh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, khiến vượt qua sầu bi, khiến chấm dứt khổ u, khiến đạt được chánh lý, khiến chứng được niết bàn. Thế nào là ba? Ở đây, này ác, vị tỷ kheo giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, Bà Tiêm Kha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học trong các học giới, vị ấy không làm các nghiệp ác mới, và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là sự thanh tịnh thứ nhất, thiết thực hiện tại, diệt nhiệt não, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị tỷ kheo ấy, này A Phá Giá, đầy đủ với giới như vậy, ly dục, ly pháp, bất thiện, chứng đạt và an trú sơ thiền, chứng đạt và an trú nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Vị ấy không làm các nghiệp mới và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là sự thanh tịnh thứ hai, thiết thực hiện tại, diệt những nghiệp não không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Vị tỳ kheo ấy, này A Phá Giá, đầy đủ giới như vậy, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy không làm các nghiệp mới và với các nghiệp cũ ảnh hưởng đến mình, chấm dứt các nghiệp ấy. Đây là sự thanh tịnh thứ ba, thiết thực hiện tại, diệt những nhiệt não không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này A Phá Giá, có ba sự thịnh, diệt nhiệt não này, được Thế Tôn bậc trí giả, bậc kiến giả, bậc A La Hán, chánh đẳng, chánh giác, chân chánh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sầu bi, chấm dứt khổ u, đạt được chánh lý, chứng được niết bàn. Ba, khi được nói như vậy, Băng Đĩ Tá Kumarako, người Lý Chá Huy, nói với A Phá Giá, người Lý Chá Huy, này bạn A Phá Giá, bạn có thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói không? Này bạn, tôi là ai mà không tính thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói? Đầu người ấy sẽ dở tan. Nếu ai không tính thọ lời khéo nói của tôn giả Ananda là khéo nói. Dạ, đó là cái phần chánh kinh. Vậy đây có hai vị này là chắc là những cái vị đạo sĩ có thể. Thì quý vị biết rằng ở Ấn Độ, từ thời trước khi mà Đức Thế Tôn đạt được ngôi vị chánh đẳng chánh giác, thì ở Ấn Độ đã có những cái pháp môn tu khổ hạnh rất là nhiều hình thức, và có một cái hình thức là coi như những cái vị này đó sống như cái những cái người mà thời Hồng Quang thượng cổ, tức là không có mặc y phục, tóc tai ria đồ để rất là bình thường. Thì bây giờ nếu mà quý vị có những cái dịp mà đi đến Ấn Độ đó, thì quý vị thấy rằng những cái vị đạo sĩ lõa thể này cho tặng đến bây giờ là cũng còn. Mà theo những cái quan niệm của cái người xứ Ấn Độ đó, thì đây là
những cái pháp môn đưa đến cái sự giải thoát. Tức là những người mà người ta dám dám lõ thể đó, gọi là những cái vị A-la-hán. Thì ở đây sư cũng nhắc lại trong một lần đức vua Bát Xê Na Đí đến đảnh lễ Đức Phật ở Đông Phương Tự của bà Tín Nữ Quy Sa Kha đó. Thì buổi trưa đó thì Đức Thế Tôn đang đi kinh hành gần ở cái cổng chùa. Rồi vua Bát Xê Na Đí Ba Tư Nặc có đến để diện kiến Đức Thế Tôn. Nhưng mà vừa đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đó, thì có một đoàn đạo sĩ lõ thể đi ngang qua. Thì vua Bát Xê Na Đí Ba Tư Nặc cũng ra đảnh lễ chào mấy vị này. Rồi sau đó thì vua Ba Tư Nặc có hỏi với Đức Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, những cái vị này đó phải là những cái vị này có phải là A-la-hán hay không? Thì Đức Thế Tôn mới nói rằng muốn biết những cái vị đó phải là A-la-hán hay không đó, thì phải thân cận một thời gian lâu dài, rồi dùng cái trí tuệ quán sát, xem xét qua cái thân hành, khẩu hành, ý hành của vị này, sự đối với các cái đối tượng nó như thế nào. Thì qua những cái sở hành như vậy đó thì mới có thể biết cái vị này là có phải là A-la-hán hay không. Thì qua cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta mới thấy rằng là tất cả những chúng sanh khi mà họ có nhiều lúc họ thấy những cái hiện tượng khác lạ, rồi họ cứ cho cái vị đó là A-la-hán. Thì cái trường hợp trong kinh quý vị cũng biết rằng cái ông Ba Thí Giá hôm nay trước đó là ổng đang đi ở trên một cái chiếc thuyền, chẳng may cái thuyền nó bị bão, nó bị chìm. Rồi may mắn là ông ta bám được vào những cái mảnh gián, ông ta trôi dạt vào trong bờ. Thì khi mà đi vào tới rồi đó thì không có y phục gì hết, thì ông ta mới lấy những cái giọt, ông ta kết lại, bệnh lại, làm cái y phục để mặc. Thì khi mà người ta thấy ông Ba Hí Giá vậy, người ta cũng xưng tụng ông ta là bậc A-la-hán. Rồi do nhiều người nói, rồi lâu ngày dần dần cái tâm là ngã mạn, nó cũng tự nghĩ mình là đã là A-la-hán. Cho đến khi mà một cái vị chư thiên cảnh tỉnh cho ông ta biết là ông ta không phải là A-la-hán, mà ông ta cũng không có biết cái pháp tu tập để trở thành bậc A-la-hán nữa. Và cái vị chư thiên này mới nói rằng chỉ có Sa-môn Gô-tô-ma là cái người mà đạt đến A-la-hán và biết cái phương pháp để tu tập để trở thành bậc A-la-hán. Cho nên từ đó mà ông ta mới tìm đến Đức Phật. Thành ra đó, bây giờ nếu mà quý vị mà có dịp mà đi đến Ấn Độ, quý vị thấy rất là nhiều những cái vị Bà La Môn tu tập, rồi cũng còn đầy những cái hình thức tu khổ hạnh, cả những cái vị mà lõa thể nữa đó. Cho nên là cái khi mà nếu mà chúng ta không có tìm hiểu thì chúng ta cũng bị lầm lạc. Thì có hai vị này đến gặp với tôn giả Ananda.
thì mới nói lên rằng cái gì mà này, giáo chủ của phái Ni Kiền Tử Ni Kiền Thá Na Tha Bút Tá đó, thì vị này là tự cho mình là bậc giải thoát, bậc toàn trí toàn kiến. Rồi ông ta cho rằng là ông ta luôn luôn an trú và không có gián đoạn, khi đi khi đứng khi ngủ là luôn luôn ông ta có sự hay biết hết. Thì vị này thắc mắc đến hỏi, thì lúc đó thì ngài Ananda mới nói lên cái cách thức đi, cái lời dạy của Đức Phật. Thì ở đây ngài Ananda lặp lại có ba cách để mà phòng hộ để tu tập. Thì cái cách thứ nhất là giữ giới, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn và tỉ mốc khá, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi nhỏ nhặt, rồi chấp nhận học tập và gìn giữ gì ấy, không tạo những cái bất thiện nghiệp, những cái nghiệp mới. Rồi vị này chấm dứt các cái nghiệp cũ, phòng hộ các căn. Thì cái phòng hộ này nè là tức là cái giai đoạn là gọi là giữ gìn, lấy cái giới để làm cái sự phòng hộ. Thì quý vị thấy rằng nếu mà quý vị có xem phim đó, thì những cái ảnh đó, nó nói về cái những cái tường thành thời xa xưa mà ở vùng biên địa đó, tức là những cái thành mà nó gần giáp với những cái nước lân bang, thường thường là người ta làm những cái thành để mà đồn trú quân, để mà gìn giữ cái an ninh ở vùng biên địa. Thì thường thường quý vị thấy rằng hồi đó thì người ta sao, người ta đào đất, người ta đào đất đắp lên những cái bờ thành rất là cao, cho nên mà khi mà đào đất như vậy thì nó có cái hào, thì cái hào này chứa nước, nó là một, cũng là một cái chướng ngại để cho khi mà có những cái quân ngoại xâm muốn tấn công vào cái tường thành thì cũng đây là một cái trở ngại. Rồi ở trong này người ta đắp thành lên cao lên để gây sự cản trở cho cái quân đối nghịch. Rồi trong thì người ta làm như vậy á, nó có khoảng 2-3 cái dòng thành. Thì cái dòng thành thứ nhất, rồi dòng thành thứ hai, dòng thành thứ ba. Thì ở trong thành đó thì mới có là có dân cư đồ ở để được sự bảo vệ. Thì cái người tướng mà giữ thành á, thì ở ba cái dòng thành có làm những cái cửa. Khi mà ban ngày thì mở cửa ra để cho dân chúng từ ở trong thành đi ra ngoài để làm ruộng, để làm những cái công việc. Rồi chiều tối thì dân ở bên ngoài đó mới đi về trong thành, ra cửa thành đóng lại để không có cho những cái kẻ trộm đạo hay là quân đối địch nó đi trà trộn đi vào. Thì mỗi cổng thành như vậy canh, có những cái người mà canh giữ rất là cẩn mật. Thì cái dòng thành nhất ở đây ví như là sự lấy cái giới để làm cái phương pháp để phòng hộ. Nhờ cái giới này nó luôn luôn nó ngăn ngừa chúng ta những cái bất thiện pháp nó sanh khởi. Thí dụ như quý vị nguyện thọ trì gìn giữ cái giới không sát sanh, mà hồi trước thì khi mà quý vị thấy một cái con muỗi mà nó bay đến nó
cắn mình, hiểu đầu xong mình đưa tay mình đập liền. Nhưng mà nhờ nhiều ngày, nhiều ngày mình lặp đi lặp lại nguyện gìn giữ là không sát sanh, thì nhờ cái sự lặp đi lặp lại này nó tạo thành một cái trí tuệ, một cái trí nhớ. Thì khi mình thấy con muỗi nó cắn mình, mình muốn đưa tay đến mình đập thì mình sực nhớ lại là mình đã nguyện là thọ trì gìn giữ cái giới không sát sanh. Cho nên là tự nhiên nhờ cái tác ý gìn giữ về giới nó ngăn chặn chúng ta dừng cái tay lại liền, chặn đứng cái tác ý mà muốn sát hại, muốn đập cái con muỗi đó. Thì lúc này là như vậy, là nhờ cái giới phòng hộ mà chúng ta tránh được cái bất thiện là muốn giết con muỗi. Cô Nguyên Trang cho biết tín hiệu. Và sau khi mà cái giới phòng hộ, thì nếu mà cái người này có sự nỗ lực tu tập thì cái người này sẽ tu tập về thiền định bằng 40 đề mục để phát triển cái định tâm. Thì có nhiều cái đề mục quán thân bất tịnh, rồi quán về các màu xanh, trắng, đỏ, vàng vân vân, rồi quán về tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, hoặc là những cái xí ná là đất, nước, lửa, gió, hoặc là phát triển tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, hoặc là niệm về hồng danh của Đức Phật, những cái ân đức pháp, ân đức tăng đó. Thì tùy theo điều kiện. Thì khi mà vị hành giả chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sắc giới, thì những cái chi thiền này đó là những cái chi pháp để mà tạm thời nó đè nén, nó chế ngự các cái phiền não, không cho các cái ác bất thiện pháp sanh khởi. Thì cái giai đoạn này đó là rồi giai đoạn là gọi là tạm thời đè nén, phòng hộ, xong rồi tới khắc chế, đè nén tạm thời. Nó làm hai giai đoạn. Nhờ có cái sự giữ giới tốt đẹp, cho nên cái tâm người này đó quan hỷ với cái thiện sự mà mình đã thực hành, mình là cái người có giữ giới trong sạch, rồi phát triển về những cái phương pháp tu tập để cho có được một cái tâm định tĩnh. Thì khi mà vị này chứng an trú trong các chi thiền sắc giới, hoặc là vị này nỗ lực hơn phát triển các cái chi thiền vô sắc, thì nhờ cái sự định tâm này đó, trong lúc mà cái vị hành giả an trú định vững vàng trong các cái chi thiền, thì lúc này nhờ cái năng lực của thiền định nó sẽ đè nén khống chế các cái phiền não không có sanh khởi. Nhưng mà đây là cũng chỉ là tạm thời. Thì khi mà nếu cái vị hành giả đó mà xả thiền, vị hành giả xả thiền đó, thì nếu mà không có khéo phòng hộ thì tất cả những cái phiền não này cũng có thể là sanh khởi trở lại. Cho nên là cái phòng hộ giới để ngăn ngừa, rồi tới cái thực hành thiền định thì là cái cách là tạm thời, giống như hai cái dòng thành, hai dòng thành chúng ta để mà ngăn ngừa, canh phòng các cái
cái quân của Lân Bang hại, hay là cái này nó tạm thời nó ngăn trừa những cái phiền não bất thiện pháp sanh khởi. Rồi nhờ có sự hộ về giới, nhờ có cái tâm định, vị này phát triển về cái thiền tuệ. Thì trong đoạn này như ngài Ananda ngài nói, vị tỳ kheo ấy này A Phá Giá đầy đủ giới như vậy, với sự đoạn diệt các lậu hoặc ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát tại giải thoát. Thì muốn đạt được diệt trừ và đoạn diệt tất cả là lậu hoặc để đạt đến cái tâm giải thoát tại giải thoát, thì cái vị này phải phát triển về cái thiền tuệ. Nhờ có cái chứng đạt các cái tuệ giác mà vị này sẽ đạt đến những cái tầng thánh hữu học. Rồi tùy theo các cái tầng thánh mà vị này đoạn trừ những cái hạ phần kiết sử, khi mà đạt đến thánh quả A La Hán thì đoạn trừ tất cả các thượng phần kiết sử, đạt đến tự mình chứng trí chứng ngộ chứng đạt an trú vô lậu tâm giải thoát tại giải thoát. Thì đó là mục đích tối hậu của cái sự tu tập. Cho nên là cái phương pháp thực hành khi mà đạt đến những cái tầng thánh vô lậu rồi thì nó sẽ đoạn diệt chấm dứt tất cả những cái lậu hoặc đem đến cái trạng thái an lạc niết bàn, là cái trạng thái hoàn toàn vắng lặng tất cả những cái phiền não ở trong nội tâm. Thì ngài Ananda đã giải thích với hai vị là Bành Đi Tá, Kumarako và Á Phá Giá về cái cách tu tập mà Đức Phật đã giảng dạy. Rồi ngài mới kết luận này, Á Phá Giá có ba sự thanh tịnh diệt não được Thế Tôn, bậc Thí Giả, bậc Kiến Giả, bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác chân chánh tuyên bố, khiến chúng sanh được thanh tịnh, vượt qua sầu chấm dứt khổ ưu, đạt được chánh lý, chứng được niết bàn. Thì đây là những cái phương pháp mà chính Đức Thế Tôn đã thực hành, và sau khi đạt đến sự giải thoát, đạt đến ngôi vị chánh đẳng chánh giác, ngài đã hướng dẫn chỉ dạy đến hai bậc xuất gia cũng như tại gia về cái phương pháp thực hành. Thì nhờ có cái sự hướng dẫn chỉ dạy của Đức Thế Tôn mà rất nhiều những cái vị đã đạt đến các cái tầng thánh hữu học cũng như đạt đến thánh quả A La Hán. Cho nên những ai mà thực hành chân chánh theo cái lời dạy của Đức Phật thì những vị này sẽ đạt được an vui. Đó là cái lợi ích thiết thực hiện tại của pháp bảo, có khả năng
diệt trừ tất cả những phiền não, không có thời gian, và tự mình phải chứng ngộ, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Thì đó là những cái tính chất của Pháp Bảo. Thì sau khi mà Ngài Ananda đã giảng dạy như vậy, thì cái vị Bằng Đi Tá Kumarako đã hỏi vị A Phá Giá. Thì A Phá Giá đã nói rằng đó là một cái lời khéo nói, một cái lời chân thật. Mà nếu mà ai nghe những cái lời chân thật này mà không có tín thọ đó, thì cái người ấy sẽ cái đầu sẽ bị dở tan. Thì cái vị này nói tôi là ai mà nếu mà tôi không có tín thọ những cái lời khéo nói như vậy. Thì đó là và cái lời dạy của được ở trong phần chánh kinh về cái lời sự giảng dạy của Ngài Ananda, lặp lại cái lời dạy của Đức Phật đối với hai vị Bà La Môn Lõ Thể. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó, Đức Phật đã dạy chúng ta những cái cách để mà phòng hộ. Thứ nhất là chúng ta thọ trì gìn giữ những cái học giới, làm cái sự phòng hộ, sự ngăn ngừa. Rồi sau khi mà gìn giữ giới một cách tốt đẹp, thì chúng ta có thể là tu tập thiền định, làm cho cái nội tâm định tĩnh, đạt được những cái chi thiền. Khi mà tâm chúng ta định tĩnh an trú trong các cái chi thiền đó, thì nhờ cái năng lực của các chi thiền, nó có thể đè nén, không để cho các phiền não nó có thể xích. Nhưng mà đối với cái sự phòng hộ của giới hay là của thiền định, thì nó chỉ là tạm thời. Mà chỉ có nhờ cái định của tâm mà chúng ta phát triển thiền tuệ. Khi phát triển thiền tuệ một cách miên mật mạnh mẽ, đạt đến các cái tầng thánh sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả, là các tầng thánh hữu học, thì tùy theo từng bậc mà những cái phiền não hạ phần kiết sử được diệt trừ. Và khi mà đạt đến A La Hán thì các cái phiền não thượng phần kiết sử cũng bị đạt bứng, đoạn trừ tận gốc rễ. Thì tất cả những cái phiền não trong nội tâm đã hoàn toàn tiêu diệt, và vị này sống giác tỉnh, không còn những cái phiền não, cho đến khi mà vô dư niết bàn thì tất cả các cái đã được đoạn trừ, và vị này chấm dứt còn tái sanh luân hồi. Thì cái mục đích của đời sống tu tập là hướng đến chứng đạt tâm giải thoát, đại giải thoát, chứng vô lậu tâm giải thoát. Đó là mục đích cao cả để chấm dứt, thoát ra khỏi dòng sanh tử luân hồi. Thì với cái phần chính và với những cái sự hiểu biết, thì cũng xin chia sẻ với quý vị về cái phần chánh kinh như vậy. Và sau đây thì cũng xin cung thỉnh Chư Tôn Đức có thể bổ sung thêm, và quý Phật tử cũng có thể chia
chia sẻ, thảo luận để buổi sinh hoạt được tốt đẹp. Và với phước báo này, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão hấp thể căn an, và kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có nhiều sức khỏe, an vui, tu tập và tạo được nhiều thiện sự ngay trong đời sống hiện tại, và hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, không biết là Trang con dạ cảm ơn cô Nguyên Trang. Dạ bây giờ thì xin mời đạo tràng. Dạ. Mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Thân, con xin kính đảnh lễ sư Thông, con xin kính đảnh lễ sư Quang Dạng, như xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Pháp Thanh đã giảng giải cho chúng con bài học của ngày hôm nay, bạch sư. Và bây giờ thời gian cũng còn trong khoảng 25 phút. Con không biết là sư, rồi con thấy sư Hương Thông lại bị rớt mất nữa rồi. Dạ đạo tràng có còn nghe được con Như không ạ? Xin cho con tín hiệu ạ. Dạ sa thú sa thú. Dạ con thấy sư Nguyên Thông vừa vào đạo tràng quay trở lại. Dạ bạch sư, xin sư có vài lời chia sẻ với Zoom sau cái học của ngày hôm nay bạch sư. Con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Dạ, mô Phật, kính lễ chư tôn đức tăng, kính lễ tỳ kheo Pháp Thanh, tỳ kheo Nguyên Thông, kính chào đạo tràng. Không biết kheo Nguyên Thông có cầm mai được không ạ? Có lẽ tỳ kheo đang bị khó khăn đó. Thì thưa quý vị, sư xin chia sẻ thêm vài ý để bổ túc cho bài học hôm nay. Suy nghĩ ai có học qua cái kinh Trung Bộ Kinh đó, thì trong kinh Trung Bộ Kinh đó, nó có cái bài kinh gọi là đoạn trừ lậu hoặc, đoạn trừ phiền não đó. Lậu hoặc là phiền não, mà ý nói cái phiền não này nó lậu là phiền não là tham sân si đó ha, hoặc là nó theo mình nhiều đời nhiều kiếp á. Cái phiền não nó theo mình nhiều đời nhiều kiếp, mình bị sanh tử luân hồi đó là do những cái phiền não này nè. Thì cái bài kinh có cái tựa đề là đoạn trừ tất cả các lậu hoặc ha, đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, đoạn trừ tất cả các phiền não đó. Thì phiền não nó có lậu hoặc nó có bốn nha, ghi nhớ bốn: dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu, u minh lậu ha. Vì chúng sanh đó, vì chúng sanh không có khéo tác ý, không có khéo tác ý, không có như lý tác ý, không có chánh niệm tỉnh giác, không có suy nghĩ tích cực đó, cho nên chúng sanh bị phiền não, bị đau khổ. Không những đau khổ trong một đời mà đau khổ trong nhiều đời nhiều kiếp, có thể nói là vô lượng kiếp đó. Phật pháp thâm sâu gì đó, cho nên
phải khôn khéo tác ý ha, phải là như lý tác ý hoặc là chánh niệm tỉnh giác ha, phải suy nghĩ tích cực. Rồi thầy Đức Phật dạy thêm là những người mà không có không có khéo tác ý đó, không có đi con đường trung đạo đó, không có chánh niệm tỉnh giác đó, cho nên bị phiền não. Nên mình phải có như lý tác ý ha, phải khéo tác ý, rồi phải có chánh niệm tỉnh giác, suy nghĩ tích cực khi pháp nó sanh khởi. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần nên là lục thức á, thì mình phải chánh niệm tỉnh giác. Thì nếu mà như một người mà được như vậy đó thì đó là phước báo rồi. Nhưng ở đây Đức Phật còn dạy thêm nữa bảy cái pháp và bảy cái phương cách để mà đối trị tất cả những cái lậu hoặc ha, tất cả những cái phiền não đó. Thì thưa quý vị là mỗi 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 cái phiền, mỗi người nó có một cái phiền não khác nhau ha. Mỗi người nó có cái duyên nghiệp khác nhau, mỗi người nó có một cái bệnh phiền não khác nhau, cho nên mình phải tùy theo cái pháp. Nó giống như là mỗi người mỗi loại bệnh ha, nó có những cái loại bệnh khác nhau. Có những người bị đau khớp chẳng hạn ha, có những người bị gao ha, bị gút, rồi có những người bị đau tim, có những người bị thận, hoặc là có người bị ung thư máu chẳng hạn, có những người bị ung thư này ung thư nọ. Thì do những loại vi trùng khác nhau, thì ở đây Đức Phật dạy bảy cái pháp này nè, để mà trị với nó ha, đối trị với nó. Có thì theo nguyên thông trước mấy phải không, thì theo hoặc là quý vị nhớ rồi quý vị chia sẻ thêm nha. Cái thứ nhất á, cái là phải dùng tri kiến để đoạn trừ, tri kiến để đoạn trừ. Cái này lát nữa nhờ thì kheo giảng giải nha, thế nào là dùng tri kiến để đoạn trừ phiền não. Rồi có những loại phiền não đó phải do phòng hộ, phòng hộ để đoạn trừ. Phòng hộ là thu thúc lục căn đó, thu thúc lục căn. Có những loại phiền não là phải do thọ dụng để được đoạn trừ ha. Thọ dụng là thí dụ như mình đói quá, mình đúng không? Phải có vật thực ha. Mình lạnh quá là phải có áo ấm ha. Bệnh là mình phải đi bác sĩ uống thuốc ha, thuốc để đoạn trừ những cái phiền não, những thọ khổ đau đó. Rồi có những phiền não do kham nhẫn được đoạn trừ đó, người phải kham nhẫn, kham nhẫn nhẫn nhịn để không tạo ra ác nghiệp. Phải có từ bi hỷ xả ha. Rồi có những phiền não phải do tránh né được đoạn trừ đó. Trong đời sống của mình có nhiều khi mình gặp những thú dữ ha, gặp những người dữ những người dữ rồi thôi nguy hiểm quá rồi tránh đi ha. Thú dữ, người dữ, gặp mình chịu không nổi là mình phải tránh ha. Rồi có những lậu hoặc do do diệt tận để đoạn trừ. Diệt tận này là phải tu đúng pháp nè, diệt tận này là phải tu theo giới định tuệ ha, phải có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác để đoạn trừ ha. Như vậy thì sư nói sơ qua về bảy cái pháp để mà đoạn trừ các phiền não ha. Bây giờ mời quý vị giơ tay chia sẻ thêm nha.
À, cái điều này hay lắm á, nếu mà quý vị chia sẻ đó thì quý vị sẽ nhớ ha. Chứ không mà mình nghe không á nó hay quên đúng không quý vị. Rồi mời thì theo Nguyên Thông, không thấy thì theo Nguyên Thông thì bây giờ sư phải gọi tên từng người nha. Đoạn cái tri kiến, dùng tri kiến để đoạn trừ phiền não. Câu này chắc hỏi Nguyên Như ạ. Thế nào là tri kiến? Nguyên Như trả lời được không ạ? Thế nào là dùng tri kiến để đoạn trừ phiền não? Sao lạ ha? Sao không thấy người đi tay ha? À, tri kiến gọi là chánh tri kiến, nó đầy đủ là chánh tri kiến ha. Chánh tri kiến, người có chánh tri kiến là người biết nhân biết quả. Biết nhân biết quả tức là cái người mà biết nhân, nếu mà nhân nhân xấu nhân ác thì sẽ có cái quả ác quả xấu, cho nên cái người mà biết nhân quả đó họ không có làm những điều xấu, nghĩ những điều xấu hay nói những điều xấu ác. Còn cái người biết nhân biết quả đó họ chỉ làm thiện thôi, nghĩ thiện làm thiện thôi, ví dụ như bố thí giữ giới tụng kinh niệm Phật ha, nhẫn nhịn hoặc là từ bi hỷ xả đó, họ làm họ nghĩ thiện và làm thiện thôi, cho nên cái người đó, đó nó có kết quả là được an vui giải thoát. Người có tri kiến là người biết chân lý tứ diệu đế, khổ nguyên nhân khổ diệt khổ và bát chánh đạo. Không đơn giản đâu ngang. Tứ diệu đế là một pháp rất là thâm sâu, phải tu nhiều đời nhiều kiếp đó. Cho nên cái chuyện nhắc đi nhắc lại về tứ diệu đế bát chánh đạo là điều rất là quan trọng. Khổ phải biết, phải nhận thức. Rồi rồi khổ phải hiểu cho rõ, nhận thức cho rõ, thấu triệt. Cái khổ đó là phải 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 hiểu, hiểu một cách chính xác mình khổ cái gì. Rồi nguyên nhân của khổ, nguyên nhân của khổ mình phải hiểu thấu triệt, phải hiểu cái nguyên nhân của khổ, phải hiểu cho rõ, phải thông. Rồi diệt khổ, diệt khổ là phải 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 nhận thức, phải hiểu, phải phải hiểu cho rõ, rồi phải biết là diệt đế đã đoạn, tức là hết phiền não phải biết. Rồi bát chánh đạo, mà bát chánh đạo phải 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 hiểu, phải nhận thức rõ, và phải thông bát chánh đạo. Đó là chánh tri kiến, căn bản là như vậy ha. Nhớ đơn thuần đó là người có chánh tri kiến là người biết nhân biết quả, rồi biết chân lý tứ diệu đế, có nghĩa là tu tập theo chân theo bát chánh đạo đó, đó là người có chánh tri kiến. Người nào mà tu theo cái pháp này đó ha, thì phiền não á, lậu hoặc á, nó sẽ được đoạn trừ, sẽ được chấm dứt, được an vui giải thoát. Rồi pháp thứ hai là gì, quên rồi. Pháp thứ hai á, là do phòng hộ ha, phòng hộ. Pháp này rất là hay và Phật tử nên thuộc lòng đó nha. Phòng hộ tức là phòng hộ sáu căn đó, lục căn đó. Đây là một phương pháp tu. Sáu căn tiếp xúc với lục sáu trần, phải không? Sáu căn thấy nghe mùi vị cảm thọ và ý nghĩ, tức là cái bộ não mình đó, tiếp xúc với trần thì nó sanh ra sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Rồi dục, lục căn tiếp xúc với lục trần nó sanh ra lục dục. Dục là sự ham muốn đó, thích thú đó, đam mê trong dục đó ha. Thích đó thì tham, tham rồi chấp thủ,
mà không thích á thì bực là giận ha, đó khổ. Tham đam mê dính mắc cũng khổ, không tham tức là mà không thích á, bực bội sân á, thì cũng khổ. À, lục căn tiếp xúc với lục trần nó sinh ra lục dục rồi lục ái, à, lục ái nữa chứ đó, ái là sự dính mắc á, thương mến yêu mến dính mắc, cho đây là tôi của tôi đó, thân này là tôi, tâm này là tôi, ngũ uẩn này là của tôi, rồi gia đình tôi, anh chị em, quê hương tôi, đất nước tôi đó, à, thế giới này là tôi đó, thì à, ái vô là mình khổ. Rồi lục thủ ha, lục thủ rồi lục thủ thì thu thúc lục căn ha, quý vị nhớ phương pháp này, à, quý vị có thể áp dụng nó bất cứ nơi đâu, ở chỗ làm, ở chợ, à, khi nói chuyện với bạn bè, rồi khi đi chơi đi ăn, à, mình phải thu thúc, à, thấy như thấy, thấy như thấy thôi, không tham, không sân, khi không có tôi, không có ngã mạn, ha, nghe như nghe, à, nghe như nghe, mùi như mùi, vị như vị, cảm thọ chỉ là cảm thọ, ý nghĩ chỉ là ý nghĩ, ha, à, phải thu thúc, à, cái này rất là hay nghe quý vị, nó có một cái bài kinh nói về ông Ba Hy Giá nè. Ông Ba Hy Giá là một vị trí thức, một vị đạo sĩ trí thức. Khi mà nghe tin Đức Phật đắc đạo quả, giác ngộ Niết Bàn, ngày từ xa ngày đi tìm Đức Phật. Khi mà tìm gặp được Đức Phật ở trong một cái chùa, thì lúc đó Đức Phật đã đắc y và bắt đầu đi trì bình phát thực. Thì ông ta tới thấy Đức Phật, ông ta đảnh lễ Đức Phật, ông ta xin Đức Phật dạy đạo. Đức Phật nói này, ông Ba Hy Giá, mời mời vô chùa ngồi đi, ngồi chơi, ta đi trì bình phát thực về rồi ta sẽ giảng cho nghe, nói pháp cho nghe. Ông Ba Hy Giá này, ông ta là một bậc trí thức mà, ông ta hiểu pháp rất là thâm sâu, ông ta mới nói bạch ngài, trong thời gian mà ngài đi trì bình thất thực ở đây, con chết thì sao, ha, vô thường mà, con có thể chết bất cứ lúc nào. Đức Phật hiểu, ha, Đức Phật biết được cái ông này là căn cơ đã đến. Đức Phật nói này, ông Ba Hy Giá, hãy thu thúc lục căn, hãy thu thúc lục căn, có tôi không có ta ở trong đó. Nghe tới đây là ông Ba Hy Giá, ông giác đắc đạo đạo quả A La Hán đó quý vị. Bao nhiêu phiền não, bao nhiêu lậu hoặc, nó đoạn tận hết trong chớp mắt thôi. Như vậy sơ sơ thì phòng hộ. Rồi pháp thứ kế tiếp là do thọ dụng. Thọ dụng, thọ dụng được đoạn trừ. Thọ dụng ở đây ý nói là khi mà mình đói, mình lạnh, rồi không có nhà ở rồi đó, là mình phải cần có thọ dụng. Mình đói quá là phải ăn nha, không có nên gọi là khổ hạnh quá, nhịn đói quá. Tại vì cái pháp khổ hạnh đó, người ta nghĩ rằng nhịn đói để mà diệt dục, không có được cái gì, không phải. Cái pháp mà khổ hạnh đó, họ nói là phải ngủ dưới gốc cây, ngủ trên sỏi, trên đá để mà diệt dục. Đức Phật nói không phải vậy. Mình diệt dục là phải dùng trí chứ không phải là hành thân hại xác. Nhớ nha, phải dùng trí, tức là người có trí là thấy thân tâm đó là pháp hữu vi, nó là vô thường, nó là khổ, nó là nghiệp chướng ha, nó là nghiệp chướng nhân quả, các pháp do duyên sanh. Hiểu như vậy đó thì mới đoạn trừ được cái dục. Rồi ví dụ như người đó bệnh là phải uống thuốc ha, đi thầy thuốc uống thuốc, chứ không phải là bệnh rồi đi
lá cây về nấu nấu đại, không phải phải đi gặp thầy thuốc đàng hoàng, ta bắt mạch cho uống đúng thuốc thì nó hết bệnh. Thì đại khái thọ dụng khi mình gặp khó khăn phải thọ dụng để đoạn trừ phiền não, rồi hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, phải kham nhẫn như vậy. Mình phải kham nhẫn với lại thời tiết nè, kham nhẫn với thực phẩm không như ý nè, rồi kham nhẫn những lúc khó khăn nha, là phải kham nhẫn. Người người tu nhiều khi không có chỗ ở, hoặc là ở những cái chỗ mà cái cảnh nó không có được như ý đó, người không như ý đó. Có nhiều người tu bị làm khó quý vị, bị những người cũ ăn hiếp, chỗ ở không có được đàng hoàng, thực phẩm ăn uống không có được đàng hoàng, ăn đồ dư thừa đó, thành ra phải nhẫn nhẫn dữ lắm. Có những khi bị người ta khinh thường chê mắng nữa, phải nhẫn, tức là người có kham nhẫn là cái người đó không có để cho tham sân si sanh khởi ha, phải giữ gìn, phải cẩn thận, không không có được để cho cái ác tâm nó sanh khởi, còn nếu nó có sanh khởi là phải bỏ, phải nhẫn. Người ta dù cho người ta chửi, người ta mắng, người ta đánh, người ta đập, người ta giết gì nữa, giết mình thì nữa, mình cũng cũng không có được sân si á. Điều này chắc là Nguyên làm được nè, Nguyên Như làm được nè. Phải kham nhẫn, kham nhẫn để đoạn trừ được các ác pháp, đoạn tức là người có kham nhẫn nó giải được cái nghiệp quý vị. Rồi căn bản là như vậy ha, người có kham nhẫn là người có lòng từ bi hỷ xả đó. Rồi có những phiền não lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. Thì biết có nhiều người nha, đi tu gặp thú dữ ha, gặp voi, gặp cọp rồi đó, gặp gấu là phải né. Ví dụ gì đừng có tưởng đâu, thời xưa có những thú dữ, đời này không có nha, thời này cũng có đó quý vị. Ở ngay ở Florida nè, không xa đâu, xưa đó xưa ở Florida đó, sau cái chùa nó có cái cây cổ thụ quý vị, lâu con gấu dữ lắm, nó nằm trên cái cây á, nằm trên cái nhánh cây bự đó quý vị. Mình tưởng là ở Mỹ hoặc là ở cái xứ Bình An này không có thú dữ, có con gấu á, mình mà ra mà mình cà chớn mình mang đồ ăn á, là ở trên là nó bay xuống, nó nhảy xuống, nó chụp mình đâu quý vị. Đừng có tưởng cá sấu nha, cá sấu nữa đó, Florida có nhiều cái hồ nước lắm, cá sấu á, ngủ tới sáng mở cửa ra thấy cá sấu cũng này nằm trước sân á, khủng khiếp lắm. Cho nên có những chỗ nó rắn rít đó, cho nên Đức Phật dạy phải tránh né nha, gặp thú dữ là phải tránh né. Rồi gặp người dữ nữa ha, gặp du côn du đảng, những người hung dữ đó mình phải tránh né, tại những hạng người đó là sân si lắm vậy. Nhiều khi mình đi đi chửi mà mắng mình, rồi lấy cây lấy gậy quăng mình tại sân đó. Cho nên có những cách phải tránh né được ha, trừ những người có vợ như đạo huynh này, có vợ thì không sao rồi. Rồi có những lậu hoặc phải do phải là tu tập ha, phải là tu tập để đoạn trừ. Ở đây là phải là tu thiền đó ha. Tu thiền định, thiền quán, tức là phải tinh tấn chánh niệm giác được đoạn trừ. Tinh tấn ở đây có nghĩa là đưa tâm mình trở về với hiện tại, không có dùng sức gì cả, chỉ đơn thuần là đưa tâm mình trở về với cái thân của mình, như mình đang ngồi mình suy nghĩ lung tung, mình đưa cái tâm mình trở về với cái thân nó đang ngồi, thấy cái thân mình nó ngồi ha, nó đụng rồi nó hít, nó thở. Đó, tinh tấn là chánh niệm, niệm là sự ghi nhận,
cái gì nó khởi mình niệm, cho mình đi mình niệm đi, đứng nó đứng, nằm nó nằm, ngồi nó ngồi, rửa chén nó rửa, quét nhà nó quét nhà, lái xe niệm lái xe, rồi niệm được rồi đó, nó qua cái chánh chánh niệm, mình biết cái pháp này đó, cái pháp này nó là vô thường, khổ, vô ngã, cho nên không có chấp thủ ha. À, nhờ có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tỉnh giác là mình biết rõ mình đang làm cái gì, ha, làm một việc trong một lúc đó. Những người mà có tinh tấn chánh tỉnh giác thì não nó sẽ được đoạn trừ, biết chưa. À, bây giờ tới 9 giờ rồi, 10 giờ 28 rồi. Thôi thì mời quý vị tinh tấn chánh niệm tỉnh giác 5 phút nha. À, 5 phút để đủ vốn công chiều giờ ngồi nghe pháp. À, bây giờ phải cố gắng thấy pháp ha, thấy được pháp. Rồi mời quý vị chánh niệm tỉnh giác. Dạ, mời quý vị tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Khi hành giả có chánh niệm tỉnh giác, hành giả thấy thân tâm của mình nó sanh nó diệt,
Mô Phật kính chào đạo tràng. 5 phút chánh niệm trôi qua, thời gian trôi qua rất nhanh. Thầy quý vị nhớ hôm nay mình học cái bài kinh Đoạn Trường đó, thì nhớ những cái pháp căn bản đó, ha. Thứ nhất là thủ xúc lục căn nè, rồi nhẫn nhịn nè ha, nhẫn đợi, chánh niệm tỉnh giác ha, chánh tri kiến đó, để mình áp dụng trong đời sống hàng ngày, đoạn trừ phiền não, để sống một cuộc đời an vui, thanh tịnh và giải thoát. Và mô Phật kính thưa đạo tràng, thời gian đã trễ rồi, thành ra sư xin thay mặt chư tôn đức tăng phúc chúc cho đạo tràng. Sappi tiyo vivacchan sapparogo vinasatu ma te bhava tu antarayo sukhi diya yugo bhava apiwa dana si litsani chang vutha pacha jino chatta ro dhamma vathan ti ayu vanno sukhang balang bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa buddha nubhave na sada soti vantu te bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa dhamma nubhave na sada soti bhavantu te bhava tu sappa mangalang rakhan tu sappa devata sappa sangha nubhave na sada soti bhavantu te. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành Tam Bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Chư thiên rồi mời mọi như sa thú. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã đại diện chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay ạ. Và bây giờ thời gian vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu ve kha re bo thi kha re ta hình ta hình ta tham ma đa ne na pha văn tu phu chi ta so thân ca loan tê tha vi ha ra măng đà lê thề ra cha mắt cha na wa ca cha tình vô ra ni ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha yết sa ra lập ba u ta su khi ta pha văn tu tê cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha wo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa rang pa tin cha te sam be bi du ma sa ka ron tu sang kha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham man tha ra cha bung ga la sang kho ho tu sa mak go wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mo sam be bi tham ma cha ri no vun thân sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba we di te i đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tổ nha ta vô i đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tổ nha ta vô i đằng nô nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tổ nha ta vô i đằng quá tám nề buồn nhằn à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng,
cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Quy Như xin kính mời chư vị Phật tử trở lại trong Rung Như Kỳ Viên vào ngày thứ tư. Mình sẽ cùng nhau học với chư Tăng. Quy Như không biết ngày mai sẽ là ngày của sư Quy Niệm hay là ngày của sư Pháp Tính, tùy theo hai vị. Và Quy Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.